Vào khoảng 7 giờ sáng nay tại thị trấn Nánh, huyện Việt Yên đã xảy ra vụ cháy hệ thống pin năng lượng mặt trời tại một hộ gia đình. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại nhiều về tài sản nhưng khiến người dân lo lắng trước sự cố liên quan tới hệ thống pin năng lượng mặt trời. Để đảm bảo nguồn điện phục vụ cho sinh hoạt của gia đình, cách đây 4 hôm, vợ chồng chị Mỹ ở thị trấn Nánh đã đầu tư lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại tầng 4 của gia đình. Tổng chi phí lắp đặt lên tới 170 triệu đồng. Dù mới sử dụng vài hôm, nhưng đã gặp sự cố dẫn tới cháy nổ tại khu vực chứa bình ắc quy tích điện. Dù không ai bị thương, nhưng khiến gia đình lo sợ. Hôm nay nếu mà về đêm là chắc là nhà em không ai còn sống luôn ấy. Bởi vì là cái khói khí độc nó tràn xuống cái phòng ngủ của em rất là nhiều. Lúc đấy là em phát hiện sớm thì là cả nhà chạy đi. Chứ nếu mà phát hiện muộn ấy thì chắc là cứ nằm đấy xong rồi ngủ xong rồi lịm đi là chắc là không ai còn sống. Hoặc có còn sống thì cũng cái lượng khí độc nó vào phổi rất là nhiều. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tới xử lý và dập tắt hoàn toàn vụ cháy. Dù vậy, lượng khói đen và khí độc hại vẫn nồng nặc trong căn nhà. Cái này là cháy không hoàn toàn. Nó sản sinh ra các thành phần sản phẩm của carbon cháy không hoàn toàn rất là độc hại, chẳng hạn như khí CO. Khí CO thì chúng ta biết là thành phần rất là nhỏ thôi, nó sẽ làm gây độc hại, gây ngạt thở chết người. Và cái này nó khí CO thì biết là nó gắn chặt những cái hemoglobin ở trong máu, làm tiêu diệt các hồng cầu. Từ đó thì dẫn đến chúng ta đang thiếu hồng cầu, hoa mắt chóng mặt dần dần, nhưng mà nồng độ cao dẫn đến chết người. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan công an tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Tuy nhiên, những nguy cơ về mất an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống pin năng lượng mặt trời vẫn hiện hữu. Nếu không kịp thời phát hiện thì sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường.